ngay ngay qua có một đông chị nữa đạp lùn chân chân gà bữa bánh mà đè gà mà đạp mấy mà nắm thay thằng thiên nắm thay thằng thay này là sáu chạy nhanh mà mình hên hơn mình hên hơn có nghĩa là sáu sáu nắm tên ngồi đi gốc cây à đấy chứ đoàn vô cái dọc á thì mình mới đi quá thì mình đừng mới ngồi mình nắm không thay nữa xong mà mới đi quá thì bù quá nghe điện thoại bước tới mày quá khoảng 3 mét á 4 mét thằng lạp cái râm sẽ lao thằng lao từ dưới lên trên luôn gà vô có đuổi máy xong thì bị giảm số nó ngắn lên to hết luôn nó mày kèn gu nó là hai đêm cái này thì tùy mấy xong máy mang lên thằng lão lên cái lê lão lưng lưng luôn phải chưa lão lưng lưng luôn tới ba ghế đó chứ đăng nạt bay mà máy không thay này la lên ba máy không thay thế chạy kịp chặt có nhạc chỗ rồi bác nhân tải đây rồi chặt con luôn chạm chỗ đang chiếc xe đang đi chậm chậm phải ra con thiệt chậm nha à không dễ à bấm cuốn nhé kéo vô kéo vô cuốn vô kéo vô lên chỗ đi mẹ không thay này ông lá lên cụ mày tên tên chạy mà hiện năm tên đều chạy là không đồng hướng đều đồng hướng hết à lên cũng phải chạy toàn loạn à chứ không mà lao nhà lá lên một cửa mà lao tẩy như xe là cùng heo ăn vì thế là cùng kinh nghiệm nó vé màu cái dẫn mình trong ông thay này ông khiếp ông tải mặt luôn cái tiền xấu luôn con lành luôn thằng rồi đó thằng rồi chắc đẩy ra gió nguy hiểm ấy lên mà máy lao lên lề lao tới bằng kia có kia một cái cúc kia cúc gỗ bằng mặt lại bằng hồng lấy bằng mặt lại nhớ mỗi lần vượt xe này chưa gà vô đây nhẹ đi tại vì quan sát này nha ví dụ như bây giờ xài hàng lẳng lang thì mình có thể quan sát cái bên phải ép qua xe như ngả cái điểm chiếu nghe hay là thay giày những bạn muốn đẹp gãi thôi không có một chụp ảnh thay đựng xe đi có một chụp ảnh thay đựng xe đi thằng đi Đắk Lắk à làm bố đây học có luôn chắc học mua xe rồi chứ nhà thiếu xe mà mẹ con dâu khổ cua mấy cái nhóm đến là con nhà có xe khi mà muốn kiếm tiền thì phải học cách tiêu tiền cái đó bỏ tiền không tiêu đấy cách tiêu cách tiêu là phải tiêu thử cái đó tiêu tiết kiệm à tiêu rồi khi nào nó mục tiêu rồi phần đầu của nó là tiêu rồi khi nào một kinh nghiệm có tiêu nhiều trái này mà lùng lụp nó mới biết thế biết đạo liền nghĩa là xe lúc 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 nếu lúc trước thì cái lại sẽ nâng hết nâng những cái xe máy mình bị cháo quá nên vô cái chân gái cảm nhận cái tiếng máy lần khác thấy nhá mình phải đạp mạnh hết đi ngõ cảm nhận quen nó lúc sâu lắm á đi mình vô ga thì nâng hết à nâng nhá cảm nhận ri cái tiếng máy nó to hết hay rồi con xi thằng đấu xi rồi trong là vừa thấy con lục cũng ruột kìa con ruột con hơi đục con chạy kìa con thấy lục thôi ta con xe nó là lục sụp cuối thấy chạy liên tục là tầm 7 tiếng đấy thấy chạy mới hiểu là nguyên xã thì nói chung là theo luật thì một ngày là 10 tiếng quả 4 tiếng liên tục như mà trong Sài Gòn ra thuê người ta chạy cho đủ cũng vui chỉ gọi một tay hai tay có chứ được xe mà một tay được em ra thuê xe bảy chỗ ra đó thằng mình chạy đi chạy chạy xong cho ngủ 2 tiếng xong trực tiếp về đấy là đã phân cả tay xe em đang dài thì phải
phần lớn là gọi dùng chất kích thích hết, đáng nổi. Thằng nữa mà mất tập trung liền, buồn ngủ là mất tập trung liền. 7 người mà chỉ được hai người, một người có, một người biệt lại, à, hai người biệt lại, một người có băng, một người chưa có băng. Cho một người có băng đôi lại cho chạm cho cái đồi chứ con lên cao tốc có đâu là thay đổi thôi. Thuê xe ra hết 15 triệu đó. Tôi sẽ là khi mà có lơ ngồi này chuyện ngạo đấy nha. Trọng quân cục chịu đó mà sau này học ra đâu nghe. Học cả bài gặp xe lắm.